Hello cả nhà mến yêu. Hello. Mình đang có mặt ở địa chỉ Sinh Chung, phường Vạn Hạnh, thành phố Nha Trang cả nhà thân yêu ơi. Nay là mình đang đi chùa. Chùa Kỳ Viên. Số 132 Sinh Chung, Nha Trang. Đó, mình đang bước vô ngôi chùa. Ngôi chùa này là mình cũng lần đầu tiên vô luôn. Chùa Kỳ Viên, Trung Nghĩa, phòng đọc sách, phát hành văn hóa, phẩm Phật giáo. Đó, chừng nào vô tới chùa mình sẽ tiếp tục quay tiếp nha cả nhà. Đó, mình đang bước lên những bậc cầu thang để lên trên chùa này cả nhà thân yêu. Hai mẹ con đang bước từ từ, thông thả. Anh mệt ha? Ôi chùa đẹp quá cả nhà ơi. Đi hướng này đi anh. Lên đồng ơi. Thấy những cái cây dù kìa, được trang trí quá trời đẹp rồi. Rồi, mình đã lên tới chùa này cả nhà ơi. Khuôn viên ngoài trước chùa nè. Trang trí những cây dù rồi bông hoa rồi, rất là đẹp luôn. Giờ mình đang đứng nè, đang thở dốc, đang mệt. Nơi đâu là cõi mẹ? Đức Tổ Trường Tồn ở phía trên. Phía trên những cái dù quá đẹp luôn cả nhà. Đây là cái công viên tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cùng với năm vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Năm vị đệ tử này đều là chứng bậc thánh A La Hán hết rồi. Tham mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở phía trên là có thầy trò Đường Tăng, Tại Thiên Đại Thánh cùng với Đường Tam Tạng, Chư Bất Giới, Sa Tăng ở trên đó. Hôm nay ngày mùng 1 người ta đi lễ rất là đông cả nhà. Mình còn lên những cái bậc thang tiếp theo nữa. Nè, kỹ nè luôn. Mát quá. Lên đây mát quá cả nhà thân yêu. Đây, cổng chính của chùa. Ra cửa chùa gặt hái nhiều niềm vui, vào cửa Phật hãy cố tâm tu tập. Khuôn viên chùa quá đẹp luôn cả nhà thân yêu, vừa cao mà vừa rộng rãi nữa, trang nghiêm. Phía trước tụi mình là Phật Di Lạc, mừng xuân Di Lạc, Phật Di Lạc cùng với những đệ tử. Phía bên hông có các vị hộ pháp, một cây me. Nam ha, Phật đều là nam hết á, hình dáng là nam hết, hình dáng nam. Bồ Tát Văn Thù. Văn Thù là cưỡi sư tử. Văn Thù Đại Bồ Tát. Nhìn oai nghiêm lắm cả nhà. Cái tượng này là đúng cái sự tích luôn á. Ba cái nhang đang cắm rất là trang nghiêm. Để mình chỉnh lại cái camera thôi. Đang theo bước chân của con mình đi vô chánh điện này cả nhà.
Tránh điện chùa vô cái nền gạch mát lạnh nha cả nhà. Gạch men thời xưa, rất là xưa, cái gạch này rất là xưa các nhà. Nền mát lạnh luôn. Nhà mình đang đứng trước cái khu tượng mẹ Quan Âm cả nhà, Diệu Pháp Liên Hoa. Đang đi từ sảnh sau, ngoài sau đi lên khu vực ngoài trước. Ở đây là phòng khách. Bên đây chai đường phía bên trên luôn. Đây có tiểu cảnh để chụp hình rất là đẹp cả nhà. Cõi mẹ. Lên trên công viên chùa là cực kỳ mát luôn cả nhà. Âm thanh tiếng du dương nước chảy. Đó, các tiểu phẩm để chúng ta chụp hình. Viên đạo tháp đó, có Đức Thầy Bổn Sư, tượng của Đức Thầy đang ngồi đọc sách hiền từ. Phàm làm việc gì phải nghĩ đến kết quả của nó. Đây là đi ở phía bên ngoài sau chùa. Đang đi lên hướng ngoài trước cổng chùa nè cả nhà. Bên phía bên đây là khu vực cầu an, cầu siêu. Hai bên chùa đều được trồng các cây cổ thụ rất là mát mẻ. Nóc chùa, mái chùa là mình nhìn thấy là cái sự cổ kính của ngôi chùa này là rất là lâu đời đó cả nhà. Báo ân môn. Có một vị hộ pháp rất là oai nghiêm đang đứng. Phía sau ngài là một cái cây me khổng lồ. Còn ở phía dưới là thành phố Nha Trang nè cả nhà. Khuôn viên chùa, khu vực là đẹp nhất, mát mẻ nhất của chùa, trang nghiêm mát mẻ, được trưng bày rất là đẹp với những cây mai. Hai mẹ con nãy giờ đang ngồi tịnh tu, nghe tiếng chuông chùa, nghe mùi hương nhang trầm phảng phất. Đó, mới vừa gọi chúc Tết nha, gia đình. Giờ mình đã đi qua bên đây nữa nha. Còn một cái khu vực bên đây nè. Danh hiệu 18 vị A-la-hán. Đó, một cái công viên để các 18 vị A-la-hán. Quá đẹp. Quá xuất sắc luôn cả nhà. Tiếng lá cờ của đạo Phật bay lất phất ở trong gió của biển Vũng Tàu. Bay quá dữ dằn, căng ra căng luôn, cờ bay căng luôn. Đức Phật dạy đã ở trên đây có ghi là Đức Phật dạy, ta là Phật đã thành, cái con là Phật sẽ thành. Năm 2000 cổng chùa được xây lại vào năm 2000 đó các nhà. Cũng cách đây 24 năm mà cổng chùa là còn mới, chứ là ngôi chùa là còn cổ hơn. Đó, phía dưới khung cảnh của thành phố Nha Trang này các nhà thân yêu. Ở bên đây là núi non Trùng Điệp,
thành phố có nhà cửa chen chúc. Phía phần tay phải chính là biển Nha Trang. Đây là con đường đi xuống cầu thang đi xuống dưới chỗ mình đi ra ngoài nè cả nhà thân yêu. Được trang trí bằng những bông hoa vàng thọ rất là đẹp mắt luôn. Rồi có một cái cây phượng khổng lồ cùng với cây hoa giấy nữa. Mái chùa thân yêu đây. Mến chúc cả nhà thân yêu, quý cô chú, anh chị và các bạn thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cả nhà thân yêu ở những video tiếp theo nha.